Dư địa chí phường Hồng Phong. Về vị trí địa lý, phường Hồng Phong nằm ở phía nam thị xã Đông Triều, có vị trí địa lý phía đông giáp phường Hưng Đạo, phía tây giáp xã Thủy An với ranh giới là sông Đạm Thủy, phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Kinh Thầy, phía bắc giáp xã Việt Dân và các phường Đức Chính, Đông Triều. Phường Hồng Phong có diện tích 7,38 km2, dân số năm 2018 là 8.605 người, một mật độ dân số đạt 1.166 người km bình phương. Về lịch sử, trước đây, Hồng Phong là một xã thuộc huyện Đông Triều. Ngày 11 tháng 3 năm 2015, xã Hồng Phong trực thuộc thị xã Đông Triều mới thành lập. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 769, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2019. Theo đó, thành lập phường Hồng Phong trên cơ sở toàn bộ 7,38 km2 diện tích tự nhiên và 8.605 người của xã Hồng Phong.